Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an vừa chỉ đạo Công an Hà Nội tập trung lực lượng, điều tra, xác minh, khẩn trương xử lý nghiêm minh vụ việc, bảo đảm đúng người, đúng tội, kể cả đối với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển xe liên quan đến vụ nhóm thanh niên chạy xe máy lạng lách, đánh võng gây tai nạn nghiêm trọng cho người tham gia giao thông tại Hà Nội. Đồng thời, cơ quan điều tra cần phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân cung cấp sớm đưa ra xét xử vụ việc. Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an thành phố Hà Nội phối hợp Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tăng cường lực lượng phối hợp tuần tra kiểm soát, xử lý dứt điểm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý nghiêm mọi hành vi tụ tập, gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép tại Hà Nội. Trước đó, rạng sáng ngày 3 tháng 11, chị NNQ, 27 tuổi ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, điều khiển xe máy dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Trần Hưng Đạo, Bà Triệu. Lúc này, một nhóm quái xế điều khiển khoảng 30 xe máy đi theo chiều ngược lại trên phố Trần Hưng Đạo về ga Hà Nội với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng. Hậu quả khiến cô gái 27 tuổi này ra đi tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, các đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 10 đối tượng liên quan để xác minh, làm rõ sự việc.